Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày tiếp các bài tập về lập trình với mảng một chiều. Đây là phần 2. Thì trong cái video này sẽ giải 4 bài, là bài 69 là đổi chỗ hai phần tử mà có chỉ số là AK và AH. Có chỉ số là K và H, tức là AK và AH. Bài 70 là chèn vào vị trí thứ K một phần tử mới. Và đẩy các phần tử từ AK về sau xuống dưới. Bài 71 là chèn vào trước phần tử có giá trị bằng x phần tử mới. Bài 72 là xóa phần tử có chỉ số là k trong mảng một chiều. Thế cụ thể các cái bài như thế này. Đầu tiên là cái bài số 9 là nhập vào mảng A cùng n là số thực, nhập hai số nguyên k và h. K và h phải kiểm tra đều nằm giữa 0 và n trừ 1, đổi chỗ hai phần tử ak và ah, in bảng kết quả. Đấy, in bảng kết quả. Đấy, sau đó bài 70, 71, 72 này. Thì bây giờ chúng ta xét cái bài số 9 trước. Thế cái chương trình của cái này là như thế này. Đầu tiên chúng ta cũng include là cái thư viện vào ra này, định nghĩa max của mảng là 100 phần tử. Thế đầu tiên là chúng ta copy cái bài trước, là cái bài nhập một cái mảng số ở đây. Nhưng ở đây cái mảng số của chúng ta là double chứ không phải nguyên như trước nữa. Thế còn những cái câu lệnh ở dưới là hoàn toàn là như cũ. Thế và in cái mảng số ở đây cũng là double. Đấy, số phần tử của nó là đều bằng n cả. N ở đây là khai là tham chiếu. Đấy, tham chiếu để nó giữ được nguyên cái giá trị trong quá trình biến đổi cái mảng này. Đấy. Và cái A ở đây nó con trỏ, cho nên nó vừa dữ liệu vào mà cũng là kết quả lấy ra. Đấy, hai cái này thì nó giống trước, giống cái bài ở phần 1. Thế bây giờ đến như thế này. Bây giờ cái bài số 9 thì chúng ta có một cái mảng A gồm có n là phần tử, làm sao mà đổi chỗ phần tử thứ K và thứ H. Thì chúng ta khai cái biến nguyên là K và H, một cái biến thực x thì double là trung gian. Thế bây giờ để nhập K và H ấy, mà có cái kiểm tra điều kiện là nó phải nằm giữa 0 của n, 0 của n trừ 1 ấy. Thì chúng ta làm như này, tôi dùng vòng vào đu, sau nhập chỉ số k, sin k, y, k âm thì ta nhập lại, và k lớn hơn hoặc bằng n chúng ta cũng phải nhập lại. Đấy, nó chỉ từ 0 cho đến n trừ 1 thôi. Tương tự với h cũng thế, nhập chỉ số h như này, khi mà nó âm và lớn hơn hoặc bằng n, hoặc là khi h mà bằng k. Đấy, đổi chỗ hai cái thì là h và bằng k thì là chúng ta không được, h và k phải khác nhau. Thế sau đó chúng ta ak đưa vào cái trung gian x, sau đấy ak bằng ah, ah đưa vào ak, và sau x thì đưa vào ah, là chúng ta tráo đổi được hai phần tử k và h ở trên mảng ở dòng 31, còn những cái dòng trên này tức là nhập thôi. Thế chương trình chính chúng ta làm cái gì? Chương trình chính thì chúng ta làm như này. Chúng ta khai một cái mảng A này. Đấy, một cái biến chọn để chọn menu này, n là số phần tử của mảng này, tiếp tục tt là tiếp tục. Đầu tiên chúng ta nhập mảng nguyên A. Đấy, đưa vào cái A khai báo này và cái n này. Đấy, thế in cái mảng AN, in mảng nguyên A đã nhập ban đầu. Thế chúng ta dùng làm một cái menu như này, cout. Đầu tiên là có biến tiếp ở đây. Bài số 9 đổi chỗ phần tử thứ k và thứ h. Bài 70 chèn vào vị trí thứ k phần tử mới. Bài 71 này, bài 72 này, hãy chọn. Nếu chọn bằng số 9 thì là chạy bài số 9 AN. Thế nếu chọn bằng 70 thì bài 70 chọn 71 này. Sau đó in mảng A sau khi đã xử lý. Thế sau đó hỏi là bạn có tiếp tục bài khác không? Nếu tiếp tục thì ta lại chạy cái bài khác. Đấy, thế bây giờ
bây giờ tôi chạy cái bài mà cái bài số 9 trước, cái bài tôi vừa mới giải thích chương trình. Đấy, thế bây giờ dịch này. Đấy, như vậy dịch chúng ta đã dịch được, không có lỗi gì. Đấy, thế bây giờ chạy này. Nhập cái mảng A, nguyên A. Thế vào số phân tử của mảng, ví dụ là bằng 5 này. Phân tử đầu tiên là 1.11, 2.22, 3.33, 4.44, 5.55. Đấy. Thế như vậy, in cái mảng đã, A đã nhập ban đầu là như này. Đúng, đó, đúng như nhập. Thế bây giờ chạy bài số 9 này. Chạy bài số 9, bây giờ cái chỉ số A của chúng ta là nó phải nằm giữa 0 đến 4. Nếu chúng ta nhập trừ 1 thì nó bắt nhập lại này. Đấy, nếu chúng ta nhập bằng 6 nó cũng bắt nhập lại này. Đấy. Thế bây giờ tôi nhập cái là ví dụ bằng 1 thì là nó chấp nhận này. Thế xong H. Đấy, như vậy ta sẽ thay đổi phần tử thứ nhất. Đấy, với cái phần tử thứ H, ví dụ H bằng trừ 5 thì nó cũng bắt nhập lại này. H bằng 9 cũng bắt nhập lại này. Thế bây giờ H bằng 3. Thì nó chấp nhận. Đấy. Và nó sẽ đổi chỗ. Nó đổi chỗ phần tử thứ 1 với phần tử thứ 3. Phần tử thứ 1 là 2.22, phần tử thứ 3 là 4.44. Như vậy nó sẽ đổi với nhau ở đây. Đổi này. Đúng không? Đúng, đây 4.44 đây và 2.22 đây. Như vậy phần tử thứ nhất bây giờ là 4.44 và phần tử thứ ba bây giờ là 2.22. Và bây giờ cái vị trí sau khi xử lý cái mảng chúng ta in là đây. Đấy, là cái. Và bây giờ ta tiếp tục hay không? Có, tiếp tục. Đấy, thì bây giờ cái câu 70 là chèn vào vị trí thứ K phần tử mới. Thì bây giờ tôi giải thích cái câu 70 là cái bài 70. Đấy, chèn vị trí thứ K phần tử mới thì chúng ta đầu tiên chúng ta cũng nhập cái chúng ta khai một cái biến K, biến Y này, nhập chỉ số K CK này, và K cũng phải là nhỏ hơn 0 nhập lại, lớn hơn bằng N nhập lại. Đấy, thì cái đây là copy cái đoạn chương trình trước lên. Thế bây giờ làm thế nào mà để chèn vào trước? Chèn vào trước thì là từ cái vị trí thứ N nhé cho đến vị trí thứ K cộng 1 ấy. Tức là từ cái vị trí thứ K cộng 1 của mảng cho đến vị trí thứ N ấy, cho đến đây, tức là từ N cho đến K cộng 1 thì chúng ta cứ lấy AI bằng AI trừ 1, chúng ta dồn mảng là về phía sau, từ cái phần tử K cộng 1 chúng ta dồn về phía sau. Đấy, dồn về phía sau. Và như vậy là cái phần tử thứ thứ AN trừ 1 bây giờ nó sẽ chuyển thành phần tử thứ AN, và phần tử là cái phần tử AK ấy, AK bây giờ nó chuyển thành là AK cộng 1. Đấy, AK cộng 1, và lúc đó N chúng ta tăng lên 1. Sau đến phải vào phần tử mới, phần tử AK này chúng ta chèn vào. Đấy, chúng ta chèn phần tử mới ở chỗ AK này. Đấy. Như vậy là từ AK cho đến AN trừ 1 ta dồn sang đằng sau một vị trí. Thế còn để chừa ra AK chúng ta nhập với phần tử mới. Đấy, thế bây giờ chúng ta chạy cái chương trình này xem ra sao. Như vậy cái mảng của chúng ta đang ở cái dạng này. Đấy, chúng ta có 5 phần tử đây. Thế bây giờ 70 nhỉ. Đấy, thế chúng ta nhập chỉ số K. Ở đây chúng ta có 0, 1, 2, 3, 4. Đấy, chúng ta có 4 nhé.
4 mà nếu chúng ta k mà chúng ta nhập bằng 8 chẳng hạn thì nó cũng bắt nhập lại, đúng không? Thế bây giờ bây giờ ví dụ ta nhập bằng 1, bằng 1 đi, k bằng 1 thì nó chấp nhận. Đấy. Thế bây giờ vào phần thử mới. Vào phần thử mới ví dụ 9.9999 đấy, vào phần thử mới thì nó sẽ đẩy, về nguyên tắc nó sẽ đẩy cái, bây giờ nó sẽ đẩy cái 444 với 333 222 555, đẩy tất cả về sau một vị trí, và cái chỗ 4.44 này nó là 9.99 đấy. Đấy, như vậy là đúng, đúng không? Thế như vậy tất cả cái mảng mà từ 44 này chúng ta đẩy về sau một vị trí, sau chèn cái phần thử mới 999 vào đây như vậy, và bây giờ mảng của chúng ta nó là như thế này. Thế bây giờ sang câu tiếp này. Đấy, tức là bài 70 là nhập một số k từ bàn phím, chèn vào vị trí thứ k một phần thử mới được nhập từ bàn phím, in bảng kết quả. Bài 71 là nhập mảng A gồm n số thực, chúng ta có rồi. Nhập một số thực x từ bàn phím, tìm trong mảng x có phần tử nào có giá trị bằng x không. Nếu có thì chèn vào trước phần tử này phần tử mới, giá trị phần tử mới nhập vào từ bàn phím. Đấy. Thế bây giờ chúng ta nhập một cái số thực x vào và tìm xem trong cái nó có không. Nếu có thì là nếu có thì chèn vào một cái phần tử mới. Thế ví dụ như thế này. Bây giờ chạy cái câu 71 là bây giờ tiếp tục này. Chọn cái bài 71 này. Đấy, 71. Thế bây giờ nhập một cái giá trị x. Thế bây giờ tôi nhập một cái giá trị x là 4.44. Xem nó có trong này không, nếu có thì ta chèn vào trước đây phần tử mới. Đấy. Tức là 4.44. Đấy, 4.44. Đấy. Thì vào phần tử mới. Vào phần tử mới như 8.888 mà. Thì như vậy kết quả nó phải sao? Nó tìm thấy cái phần tử này. Tìm thấy phần tử này thì nó sẽ đẩy từ phần tử này đến cuối này đi một vị trí và lấy chèn vào cái phần tử 888. Đấy, như vậy là cả cái 444333 này dịch sang sau và nó chèn cái 888 này. Thế thì làm sao mà nó lại được như vậy? Thì sang đến cái bài đây. Là chúng ta phải có một cái biến là biến y và k thấy bằng 0. Và double x. Thế bây giờ này chúng ta nhập cái giá trị x, nhập cái giá trị x vào, sau đến for y bằng 0 cho đến n y cộng cộng, nếu mà cái trị tuyệt đối của a y trừ x nhỏ hơn epsilon khi so sánh số thực, chúng ta phải lấy trị tuyệt đối của nó xem có nhỏ hơn epsilon không. Nếu mà nó bằng thì k bằng y, nhớ bằng k, và thấy bằng 1, break. Nếu thấy bằng 1 thì chúng ta lặp lại cái đoạn trên thôi, chúng ta dồn từ cái phần tử, từ phần tử AK cho đến phần tử AN trừ 1, chúng ta đẩy về sau một vị trí bằng câu lệnh này for y bằng n y lớn hơn bằng k cộng 1 y trừ trừ ai bằng ai trừ 1 và n tăng lên 1, xâm nhập vào cái AK. Còn nếu thấy bằng 0 thì trong mảng không có phần tử bằng cái x này. Đấy. Thế thì như vậy nãy chúng ta chạy cái này rồi. Thế bây giờ ta chạy cái chạy cái trường hợp khác. Đấy. Phần 1 này. Chúng ta lại chọn cái 71. Đấy. Nhưng mà bây giờ ví dụ tôi nhập vào cái số x thì mà nó không có trong cái đám này, nó phải báo là không có. Đấy. Ví dụ tôi nhập x thì bằng 5.5. Đấy. Thì nó bảo là trong mảng không có phần tử 5.5. Thì vẫn in mảng ra cho chúng ta kiểm tra. Đấy. Như vậy trong mảng không có cái phần tử nào bằng 5.5 cả. Chỉ có 5.55 thôi. 5.55 mới có. Thế bây giờ sang đến cái bài tiếp theo này. 72. Nhập mảng A các số thực, nhập vào một số nguyên K
k nằm giữa không với n là trừ 1, xóa phần tử ak đi khỏi mảng và dồn mảng lại. Đấy, và dồn mảng lại. Thế thì cái mảng của chúng ta tiếp tục này, 1. Bây giờ chọn là 72. Cái câu 72. Thì chúng ta nhập chỉ số k. Như vậy ở đây k của chúng ta bằng mấy nè? Đây 0 là 1 2 3 4 5 6. Như vậy k của chúng ta từ 0 đến 6. À, ví dụ nhập 9 là ngạn là nó bắt nhập lại. Đấy, bắt 9 nhập lại. Thế bây giờ nhập bằng 2, k bằng 2 để xóa phần tử A2 đi. Đấy, thì chúng ta enter này. Enter như vậy cái phần tử 2 là 8.88 này là bị mất và nó dồn những cái này lại. Đấy, dồn những cái này lại. Thế tại sao nó lại làm được như vậy? Thì ở đây là cái bài xóa phần tử k này. Thì đầu tiên là chúng ta nhập phần tử k này, nhập phần tử k nhé. Nhập phần tử k thỏa mãn là nếu mà k âm mà phải nhập lại này, k lớn hơn bằng n nhập lại này. Thế for i bằng k cho đến n trừ 2i cộng cộng ai bằng ai cộng 1. Đấy, tức là ta lấy cái a k cộng 1 đẩy vào a k, tức là dồn lại từ cuối. Đấy, chúng ta dồn lại vào vị trí a k và lúc đó thì cái mảng của chúng ta là n trừ trừ là giảm đi 1. Đấy, như vậy thôi. Thì như vậy là chúng ta đã nhập cái 72 là xóa phần tử k, chúng ta cho k bằng 2 thì nó mất cái phần tử 88 này, nó dồn tất cả lại là cái này. Đấy, bây giờ 0 thì là chương trình kết thúc. Đấy. Và tất cả các trường hợp thì chúng ta đã chạy như vậy. Thế ở đây là có, để chuẩn xác ấy, thì đây có cái hàm trị tuyệt đối, thì đây chúng ta phải có cái CMAT này. CMAT là mới chuẩn. Include CMAT. Hai, chúng ta dịch lại này. Đấy, như vậy là chuẩn, đúng không? Thế bây giờ chạy lại này. Bây giờ chạy này, các bạn là có thể là lưu cái màn hình này nha. Đây, 4 phần tử này. 5.5, 6.6 này, 7.7, 8.8 này. Đấy. Bài số 9 này. Chúng ta nhập 69 này. Đấy. 69 là đổi chỗ hai phần tử k và h. Ví dụ đổi chỗ phần tử 0 với phần tử 2 này. Phần tử 0 này và phần tử 2 này. Đấy, 0 và 2 thì là 55 nó đổi với 77. Đấy, 55 đổi với 77. Đấy. Thế tiếp tục không có này. Đấy, bây giờ sang bài 70 này. Sang bài 70 này. Chèn phần tử mới, k vào phần tử mới, ví dụ k bằng 1. Đấy, phần tử mới là 9.9999. Đấy. 5.9. Đấy, thì nó chèn vào đây. Đúng không? Chèn vào đây. Thế tiếp tục này. Đến cái bài 71 này. Tìm phần tử x. Đấy, một phần tử mới 71 này. Chúng ta lấy cái giá trị x là 6.6 để tìm thấy. 6.6 này. Như vậy có thấy phần tử mới là 8.8888. Đấy, như vậy là chúng ta chèn một cái chỗ 6.6 này, một phần tử mới là 8.888 này. Thế xong bài 72 này. Tiếp tục này. Rồi xong bài 72 này. Đấy, chỉ số k. Bây giờ xóa, bây giờ chúng ta xóa cái 6.6 đi. Đây là 0 là 1 2 3. Đấy, k bằng 3 thì là mất cái 6.6 này, đúng. Như vậy tất cả bốn cái bài này chạy hoàn toàn đúng. Kết thúc. Bây giờ tôi dừng lại cái màn hình chạy này cho các bạn có thể lưu này. 1, 2, 3 giây. 1, 2, 3 giây.
1, 2, 3 giây. Và bây giờ tôi dừng lại cái listing của cái chương trình này. Phần 2 cái hàm đầu nhập mảng và in mảng số thực. 1, 2, 3 giây. Bài 69 này, 1, 2, 3 giây. Bài 70 này, 1, 2, 3 giây. Bài 71 này, 1, 2, 3 giây. Bài 72 này, 1, 2, 3 giây này. Hàm main này, 1, 2, 3 giây. Đấy. Thế cái 40 bài tập này tôi dừng lại 1, 2, 3 giây. Như vậy video này tôi trình bày đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh này để nhận được thông báo khi có video mới. Các bạn hãy like và share video này cho bạn bè và người quen có nhu cầu học về lập trình hướng đối tượng C++. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.